Mở còn hả? Mấy giờ? Mấy giờ ta? Mấy giờ chú bộ đội? Có chú bộ đội à. Ủa, ở đâu có đồng hồ đeo vậy? Còn cái đứt dây nữa. Ủa nãy để đâu rồi? Trong cái bị thuốc luôn á ba. Dồn vô bị thuốc luôn. Đó, tới 9 giờ mới ra luôn, thấy ghê không? Đăng ký rồi cái. Bằng trước rồi. Rồi đó, lôi về vị trí của mình đi. Này chén này chén của Trâm, chén này chén của Hiếu nè. Đó, lôi về vị trí của mình đi, chén của vị trí của mình đi, đó. Đổ nước đi. Chén của Hiếu rồi nè. Ăn xong rồi. Hiếu con núm con tôm lên con tạt nước ra ngoài cho mẹ, tạt cái nước đi. Hôi không? Tạt không hôi đâu, tạt đi. Rồi. Đó, như vậy á, đó nó mới nhức cái nách. Trời ơi. Con tôm có Hiếu gạch đỏ nha, con của mình ăn nãy nó không gạch đỏ. Gì á? Gì hai đứa? Rồi bắt đầu nghỉ sẽ hơi miếng là ăn miếng gà nha. Rất là hạ sĩ hay dân sĩ thôi. Mà cái đó là nó random mà. Bữa đây miếng nó làm kiểu mới nè, kêu nghe nó ngon lắm mà không biết ngon. Dân bị đánh bản quyền.